Chào bác nhá, hôm nay em Hải sẽ cập nhật tình hình giá của các dòng xe Totalus 2021. Thời điểm tháng 4 2021 thì Totalus 2021 thì hiện tại chỉ có một bản duy nhất là bản 1.5 số tự động. Phiên bản này đang có mức giá niêm yết là 633 triệu, thì ưu đãi của các đại lý sẽ rơi vào từ tầm khoảng 10 đến 20 triệu. Thì sau khi trừ ưu đãi thì mức giá lăn bánh cho các bác ở biển tỉnh thuế 10%, biển 2 triệu thì mức giá lăn bánh sẽ là 680 triệu nhé. Với các khách hàng ở Hà Nội chi phí sẽ cao hơn một chút vì thuế Hà Nội là 12%, biển 20 triệu thì chi phí lăn bánh ở Hà Nội sẽ là 713 triệu, chênh nhau khoảng 30 triệu so với biển tỉnh với biển Hà Nội. Với Toyota phiên bản 2021 thì đây là sẽ là máy 1.5, bản này sẽ là bản SUV 7 chỗ máy xăng và chỉ có một bản duy nhất thôi, không có bản số sàn và không có bản máy dầu các bác nhé. Với cái dòng xe này thì bác nào cần vay trả góp thì sẽ vay được tối đa 85% giá trị xe, chuẩn bị trước rơi tầm khoảng 200 triệu là lấy được xe. Các bạn ngoài mức vay tối đa 85% thì các bạn sẽ được cam kết lãi suất ưu đãi là 0,8% trong vòng là 3 năm. Có nghĩa 3 năm thì các bạn sẽ được cam kết lãi suất là không thay đổi trong vòng 3 năm để mình có thể yên tâm và trả góp. Phiên bản Totalus 2021 này thì về tổng thể nó không thay đổi kích thước và không thay đổi thông số so với phiên bản 2020 và 2019. Chỉ có mức giá là giảm hơn rất nhiều. Trước đây nếu mà lấy xe lăn bánh thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 720-730, thì bây giờ phiên bản này lấy xe lăn bánh thì rơi vào tầm khoảng 680 triệu thôi, rất là rẻ, rẻ nhất trong cái phân khúc SUV 7 chỗ luôn. Bản này sẽ là bản nhập khẩu nguyên chiếc và nhập Indonesia nhé. Xe trang bị an toàn là đủ 6 túi khí 8 loa, phía trước phía sau thì đều có cảm biến và camera lùi.